À, dạ vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Và trong buổi sáng hôm nay thì em xin phép là sẽ mang tất cả những cái sản phẩm của BE ra để ghép thành một bộ karaoke. Để kính mời toàn thể các bác cùng mọi người sẽ cùng tham khảo và trải nghiệm. Thưa các bác thân mến, đây là những đôi loa full 30 của PS. Còn đây là quả xúc điện 40 50 rồi này các bác. Xúc điện 50 của PS. PS đủ một bộ sản phẩm hoàn chỉnh cho các bác cùng mọi người có thể sở hữu để thỏa lối đam mê, để ca hát, để nghe nhạc. Xúc điện 50, 40, 30. Thiết kế rất là đẹp. Loa full 30 có các model đời thấp, đời cao mọi người nhé. Đây là ba model khác nhau hoàn toàn. Có mic không dây, có vang số, có lưng tiếng, có quản lý nguồn và đẩy 4 kênh. Tất cả đều đầy đủ cho các bác cùng mọi người. Sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ COCQ mọi người nhé. Đúng không? Được nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ COCQ. Các bác sẽ cùng chờ đợi clip em test âm nhé. Thùng gỗ, sơn sần cát, màu đen, quá đẹp luôn. Quá tuyệt vời luôn. Rất đẹp. Giá thành hợp ví tiền của toàn thể các bác. Sản phẩm được sản xuất, lắp ráp tại Chila mọi người nhé. Ok, các bác sẽ cùng chờ đón video test âm những sản phẩm của PS các bác nhá. Các bác xem mẫu mã của những đôi loa full 30. Giá thì hợp với ví tiền của các bác thực sự luôn. Và em sẽ ghép lên những bộ sản phẩm karaoke quốc dân cho toàn thể các bác nhá. Ok, xin chào toàn thể các bác nhá. Các bác cùng chờ đợi video em test âm để toàn thể các bác cùng mọi người tham khảo trải nghiệm ạ.